Dự báo nhu cầu tiêu dùng sẽ tăng hơn 50% vào dịp cuối năm so với những ngày thường. Công ty mật ong Xuân Nguyên đã chuẩn bị nguyên liệu ngay từ cuối tháng 6 năm nay. Dịp này công ty cũng tung ra nhiều sản phẩm mới nhằm phục vụ nhu cầu sử dụng, biếu tặng trong dịp Tết của người tiêu dùng. Các sản phẩm này được doanh nghiệp giảm giá từ 15 đến 30%. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng kết nối với các nhà phân phối để xây dựng hộp quà Tết, đưa vào các giỏ quà Tết cuối năm. Thường như mọi năm thì nó ra những sản phẩm gói quà là chỉ riêng sản phẩm đó thôi. Nhưng mà năm nay là công ty sẽ cho một gói quà, có thể là 3 sản phẩm hoặc là 5 sản phẩm. Và có công ty có chương trình là giảm giá nhiều, đặc biệt là các sản phẩm mới để mà cho người tiêu dùng có thể là dễ dàng lựa chọn được sản phẩm của Xuân Nguyên trong dịp Tết. Cuối năm cũng là thời điểm nhu cầu mua sắm trang hoàng nội thất của người tiêu dùng tăng cao. Đại diện một doanh nghiệp trong ngành cho biết, năm nay người tiêu dùng ít mặn mà với các chương trình giảm giá sâu vì lo ngại hàng tồn, hàng kém chất lượng. Người tiêu dùng chi mạnh hơn đối với các sản phẩm chất lượng cao, an toàn. Do đó, thay vì giảm giá 30 đến 50% như mọi năm, doanh nghiệp sẽ triển khai các chương trình quà tặng. Người tiêu dùng có thể yên tâm đối với chất lượng sản phẩm, quà tặng đi kèm cũng là sản phẩm hữu ích. Tôi sẽ bảo hành 3 năm và chăm sóc trọn đời. Thì hàng năm chúng tôi sẽ có những cái chương trình chăm sóc khách hàng. Chúng tôi sẽ cho các nhân viên kỹ thuật của chúng tôi tới từng nhà khách hàng và kiểm tra các cái thiết bị bếp của chúng tôi, bảo đảm các thiết bị hoạt động ổn định và an toàn. Sau khi mà 3 năm bảo hành thì chúng tôi có chính sách chăm sóc trọn đời. Thời điểm này cũng là đợt tăng tốc đối với các doanh nghiệp kinh doanh trang sức. Theo các doanh nghiệp, dịp trước và sau Tết với các đợt lễ lớn như Giáng sinh, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, Ngày Thần Tài, Lễ Tình Nhân, Quốc tế Phụ nữ là dịp người tiêu dùng mua sắm mạnh trang sức để tặng biếu hoặc tự thưởng cho bản thân. Dịp này, nhiều doanh nghiệp kinh doanh trang sức cũng tung ra hàng loạt bộ sưu tập mới cùng với các chương trình tri ân nhằm phục vụ nhu cầu người tiêu dùng. Năm Tết là năm con gà cho nên chúng tôi đã chuẩn bị một thiết kế cái miếng vàng. Trên đó nó có cái con gà và cái chữ phúc hoặc chữ lộc và chữ tài. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã làm những cái con gà bằng vàng và con gà bằng nhỏ, khoảng 20 chỉ vàng. Và cái con gà bằng đồng xi vàng, những sản phẩm đó để phục vụ cho những ngày đầu năm và những là cũng đó cũng là khoảng sản phẩm quà tặng. Với nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn đi kèm cam kết chất lượng, đây là cơ hội để người tiêu dùng mua sắm hàng hóa chất lượng với giá cả hợp lý hơn. Sức mua của người tiêu dùng dịp cuối năm nay được dự báo tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là thời điểm tốt để doanh nghiệp tăng tốc về đích doanh thu cả năm, đồng thời là một khởi đầu nhiều thuận lợi cho một năm kinh doanh mới.